Cái này là cái bảng giảm giá của chợ mà mình không biết nè mọi người. Đó, nếu mà ai có nhu cầu á, biết những cái món giảm giá thì họ sẽ để ở đây. Quá nhiều luôn ha. Giá tôm thịt rồi gì là họ cho mình biết hết. 2 pound nè, 2 pound 8 mà có 1 đồng bạc. Đây là chỗ dịch vụ bán đồ của mẹ, bán nước hoa, bán bóp ví cho tụi nó mua, nó gửi về nước đó đó. Và đó là chợ Lucky Seven và là chợ Mễ mà sinh nhật mới vừa kết thúc. Đó, đằng xa nó có cái bảng mì La Cai nổi tiếng. It's a long time rồi mọi người. Bây giờ thì quá nhiều nhà hàng, quán ăn nó ra, cho nên là cái tình trạng ế ẩm. Cái xe vuông mắc cười á. Cái lý do mà Cindy cũng học một chút xíu cái tiếng Mễ là vì ngày xưa đó Cindy làm ở vùng Washingtonville, vùng Mễ đó mọi người. Thì Cindy không biết tiếng Mễ, mà người Mễ thì không biết tiếng Anh. Có nhiều người tới tiệm á, đứng nhìn Cindy, Cindy nhìn ta khách đó mọi người. Nói chung là phụ nữ của Mễ á cũng tội nghiệp lắm. Đàn ông Mễ đó cũng là tư tưởng chồng chúa vợ tôi, bossy xì lắm. Thế là cũng mới cưới thì cũng lãng mạn, dẫn vợ đi làm móng, rồi sau thời gian đẻ rồi cũng đánh vợ, rồi cũng tại vì đàn bà Mễ không có đi làm, ăn rồi đẻ nuôi con không à. Cho nên là đàn ông Mễ là nó ra ngoài nó kiếm tiền á, cho nên là nó cũng tư tưởng chồng chúa vợ tôi, nó bossy lắm. Rồi cái xin đi làm đó, xin đi cảm thương cho những người phụ nữ Mễ lắm. Mà biết sao mọi người, ở bên kia đường nó có một cái tiệm tóc nail, ngày xưa xin đi từng làm đó luôn á mọi người. Nhưng mà xin đi không thích cái đời quay của cô chủ cho nên xin đi nghỉ. Cái mọi người biết sao mà tới lần đầu chồng còn dẫn tới, sau này tự động tới mọi người. Mà mỗi lần vô cái đứng nhìn mình, mình nhìn ta tại vì bất đồng ngôn ngữ. Rồi cái hồi đó học được có từ hai từng u nhà, chỗ mỗi lần u nhà là neo á mọi người. Blanco u nhà tức là móng chiếp trắng là yeah. Thế sau này Cindy thay nghĩ là ủa sao mình không học chút xíu mấy cái từ giống là mày đi rửa tay đi, rồi cảm ơn mày dài ngắn rồi này nọ vậy đó. Rồi Cindy cũng học, nhưng mà thật sự Cindy không giỏi bằng tiếng Anh. Bởi vì cái vùng Cindy đang làm bây giờ là Mỹ không à. Dùng tiếng Anh, nhiều, ít có người Mễ lắm. Với lại bạn của Cindy có thằng cô em ấy nói Cindy nhớ hoài à. Cô nói là chị xiên quá à. Tới đây thì nó phải học tiếng Anh chứ, chị phải dùng ngôn ngữ tiếng Anh với nó. Trời ơi, bên kia có phượng tím đẹp quá mọi người. Mắc mới gì chị phải học tiếng Mễ của nó. Nhưng mà thật sự mà nói Cindy rất là thích người Mễ, bởi vì người Mễ họ thật thà lắm mà mọi người. Đầu óc họ đơn giản, họ giống như người Khmer Việt Nam mình vậy á. Họ không có khó chịu mà họ dễ dãi, mình nói gì họ cũng nghe đó. Họ dễ thương lắm. Cho nên là Cindy nghĩ mà mình biết thêm một cái ngôn ngữ nữa thì cũng tốt. Với lại người ta nói là cái bệnh Alzheimer là cái bệnh mà gọi là mất trí nhớ á. Nếu mà người già mình nó chơi bài á, play card, chơi game á, với lại học thêm một ngôn ngữ thì nó sẽ tránh được cái bệnh đó. Thì Cindy nghĩ là nếu mà học được thì cũng good, nhưng mà rõ ràng không phải tiếng mẹ đẻ thì Việt Nam của mình á, thì mọi người biết rằng mình phải có người ta gọi là practice á, là phải có xài hoài. Còn nếu không xài á, đó có trước mặt mình cô Mễ, mấy cô Mễ mới lớn dễ thương lắm, tướng rất là sexy, nhưng mà đẻ một cái rồi là mập lắm mọi người, không có biết giữ gìn tướng.
Trước mặt của Cindy là một cái tiệm hair nail. Mọi người thấy người ta để cái bảng là pedicure spa, làm chân có 15 đồng đó mọi người, trong khi ở trên tiệm của Cindy là làm chân là 30, mà chân delete nữa là 45 đồng. Eyelash extension đó là hồi xưa là 100 mấy luôn, 150-200, chỗ này nó làm có 40 đồng đó, mọi người thấy không? Thì nói chung á, nghề hair nail ở San Jose là không có cao, làm thấp lắm. Full set cũng có 15 đồng, trong khi full set chỗ Cindy làm 45 đồng. Nếu mà làm regular cũng là 35 đồng, 40 đồng. Cho nên là đó là lý do tại sao người Việt Nam ở San Jose rất là nhiều, nhưng mà lại đi làm những cái vùng xa, cách khoảng 1 tiếng đồng hồ lái xe, bởi vì những chỗ khác giá nail tóc nó cao mọi người. Chẳng hạn ở đây cắt cái đầu có 6 đồng, nhưng mà những cái vùng giống như gần Cindy cắt cái đầu tới 25 đồng cho đàn ông. Sẵn nhìn thấy cái tiệm nó để bảng như vậy, cho nên là xin thì giải thích chút xíu về cái giá cả làm cho mọi người hiểu. Nhưng mà nó cũng có một cái là giá ở đây thì tiền rent nó có rẻ, nhưng mà những cái vùng như ở trên Cindy thì tiền rent nó mắc. Hoặc là mọi người vào trong mall, mọi người thấy cái giá trong mall nó rất là mắc, bởi vì vô hình chung á là người khách á, người ta hiểu được là cái tiền rent cao, cho nên là người ta trả tiền thêm mà người ta không ý kiến gì còi gì hết. Trước mặt Cindy là một cái trường tiểu học đó mọi người. Ở bên mà Cindy nói là có cái hàng phượng tím bên đó, đó, trường tiểu học. Thì mấy lần Cindy cũng có quẹo vào đó thì trường cũng không có nổi tiếng. Nói chung những cái khu mà mở nhiều thì không có nổi tiếng mọi người. Và để Cindy đi tới cho mọi người xem một cái xe nha. Chết cha, chưa có đóng cửa xe. Xe của Cindy là bấm một cái như vậy đó là nó đóng cửa, hỏi phải có chìa khóa. Vậy nhà có sensor. Thì trước mặt mọi người á là một cái xe gọi là xe bán hàng di động. Hồi xưa đó thì người Việt Nam mình á có nhiều người làm giàu nhờ cái xe này. Nó gọi là xe linh đó mọi người. Tức là họ bán di động và họ tới những cái chỗ mà công ty họ bán hàng ăn buổi trưa, cho nên nó có cái tên là xe lên. Thì thật ra cái xe này là một cái xe RV người ta cải tiến lại thôi. Tức là họ bán đồ ăn á, di động mọi người. Thì thường thường đó họ bán taco, rồi burrito, rồi mấy cái đồ ăn chip á. Thì cũng giống như xe mì gõ của Việt Nam mình vậy đó mọi người. Đó, thì họ bán di động. Restaurant ở đây cũng mở rồi mà Cindy thấy không có ai. Có một cái beauty supply bán về đồ mà làm về beauty, làm đẹp, tóc, nail đó. Rồi kế bên nữa là một cái nhà giặt di động. Để Cindy đi vô cho mọi người xem. Thật ra ở Mỹ á, cũng có người giàu, có người nghèo mọi người. Có nhiều người ta ở trong những cái apartment đó. Tức là những cái apartment là gì ta? Khu nhà trọ. Người ta đâu có máy giặt máy sấy đâu mọi người. Thì người ta phải đi đem ra ngoài người ta giặt vậy đó mọi người. Thì người ta giàu người ta mua mấy cái máy giặt ta để. Thì người nghèo người ta đem quần áo vô đây người ta giặt. Thì đó anh chàng đó là đang giặt đồ. Thì có máy giặt, có máy sấy, thì mình cứ đem đồ kilo á mình bỏ vô, rồi mình bỏ cái đồng xu á vô tùy theo bao nhiêu kilo thì nó tính tiền. Rồi giặt xong á thì bỏ qua máy sấy. Thì cái tiệm này tương đối là máy rút nè, có nhiều chỗ máy cũ á. Tiệm này là máy cũng hiện đại đó. Cô này cũng giặt xong đồ rồi đó mọi người, cô đem ra xe, cô đem về. Đây là những cái xe nè để cho mình bỏ đồ mình vô mình giặt đó. Cô giặt xong rồi đó, rồi cô đem ra xe, cô đem về. Đó, cho nên là không phải ai ở Mỹ nó cũng giàu đâu nha mọi người. Cũng có những người phải đem đồ đi giặt đó, đi giặt đi sấy. Khu này mở nhiều lắm mọi người. Trước mặt xin đây là cái thùng rác đó mọi người, cái thùng rác bự đó là thùng rác để cho những cái người người ta có cái công việc business trên này, ta đổ rác đó. Cô đẩy cô trả lại đó. Thì trong lúc mà chờ đợi có nhiều người dắt con nhỏ thì cho con ra đây chơi mấy cái đồ chơi nè mọi người.
bỏ đồng xu vô chơi rồi đấy, máy giặt máy sấy đó, người ta lấy đồ ra đó mọi người. Rồi có người thì ngồi chờ, có người thì bỏ đi bây giờ tới lấy đó. Sẵn thì Cindy đi cho mọi người coi, có nghĩa là đối với Cindy dù ở bất kỳ nơi đâu, chúng ta cần có một sự lucky, may mắn thì chúng ta mới thành công. Chứ còn nếu không thì ở đâu cũng có người nghèo, người giàu hết. Chứ không phải là Mỹ đó, là một cái nước đại cường quốc mà không có ăn mày ăn xin. Có hết, thậm chí có những người á, ăn bữa nay lo bữa mai. Bởi vậy cho nên là cuộc sống thành công là nhờ may mắn và phải có cố gắng. Nếu chúng ta không cố gắng thì làm gì có may mắn. Hai cái từ cố gắng và may mắn là nó đi với nhau. Tệ Kira Restaurant Bono là con gà Stead Asada Trip đó. Bây giờ chợ đóng cửa rồi mọi người, 8 giờ chợ đóng cửa. Và đó là kết thúc một ngày làm việc của Cindy về đi chợ và nấu ăn. Nói chung là nếu mà chúng ta không tự quen làm á, cái gì cũng như Việt Nam á, thì chúng ta sẽ thấy rất là cực. Nhưng mà như Cindy ở lâu rồi thấy chuyện nó cũng bình thường. Chẳng hạn như ngày mai là ngày Cindy đi chơi thì tối nay Cindy phải lo cái vấn đề đi chợ nấu ăn là chuyện bình thường. Chứ không có gì là gọi là vất vả. Thì nói chung ở Mỹ đó, làm ra làm, chơi ra chơi, enjoy ra enjoy. Thì chúng ta biết quân bình cuộc sống đó, thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống nó ở đâu cũng như nhau. Một lần nữa xin đi kính chào cả nhà. I love you, bye bye. Và gặp mọi người trong những cái clip kỳ sau.